disco, in a one horse open sleigh. Through the fields we go, laughing all the way. Bells and bells will ring, make your spirit bright. What fun it is to ride, singing sleighing song tonight. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh ẩm thực có biển của em nha. Hôm nay là em sẽ review tiếp cho mọi người một cái quán bán sandwich và hamburger Chinew, rất là nổi tiếng ở quận 5 nha. Và đây cũng là một nơi mà em thường hay đến đây ăn lắm. Cho nên hôm nay em sẽ chia sẻ đến với mọi người một cái địa điểm ăn uống cực kỳ là ngon, ngon lắm luôn đó nha. Đây mọi người, hiện tại bây giờ đồng hồ của em là 21:15 nha. Nhưng mà quán rất là đông. Đây, quán rất là đông nha. Em sẽ review toàn cảnh ở đây. Đây là cái quán rất là nổi tiếng ở Sài Gòn cũng giống như là quận 5. Mỗi khi mà nói tới quán sandwich và hamburger Chinew thì hầu như là ai cũng biết hết. Hôm nay em sẽ review cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia, em review cụ thể cho mọi người xem. Đây mặc dù bây giờ là 21 giờ tối nhưng mà vẫn có rất là nhiều khách đứng đợi mua sandwich và hamburger nha cả nhà mình. Nhân viên ở đây rất là đông. Ở đây là tầm khoảng 10 nhân viên luôn nhưng mà vẫn làm không kịp nha cả nhà mình. Đây mọi người thấy không, nhân viên ở đây là tầm khoảng 10 người luôn á, nhưng mà vẫn làm không kịp, vẫn bán không kịp nha cả nhà. Bây giờ đang có rất là nhiều khách đứng đợi luôn nè. Đến đây thì thường là em hay ăn hamburger bò với giá là 25.000 thôi. Thực sự ở đây là một cái quán bán hamburger và sandwich cực kỳ là ngon, bổ, rẻ mà chất lượng đó mọi người ơi. Giờ em sẽ review sơ cái menu cho mọi người xem nha. Đây cả nhà, đây là menu của quán nè. Rất là đa dạng nha. Và giá cả cũng rất là phải chăng nữa. Tí xíu em sẽ mua sandwich về. Em ăn review cho mọi người biết được cái vị của quán này như thế nào nha. Hầu như tất cả nhân viên ở đây đều là các bạn trẻ. Rồi, bên này cứ ngã nhà cũng
Bay luôn ở nhà mình nha. Ở đây là có thể chuyển khoản thanh toán cho VN Bay luôn nè. Và đây cũng có Now và Food đi luôn ở nhà mình nha. Quầy đi để chiên xúc xích và cái này là các bạn trẻ rất là vui nha cả nhà mình. Đây là một quầy chiên khoai tây và xúc xích riêng nè mọi người. Ở đây á thì mình order trước, mình trả tiền sau, thì lúc đó ở quán sẽ có một nhân viên ghi lại cái biển số xe của mình. Khi nào mà cái bánh của mình đặt xong á thì nhân viên ở đây sẽ nhìn theo cái biển số xe của mình và đưa cái bánh mà mình order ra cho mình nha cả nhà mình nha. Đó là một cách phục vụ của quán này và rất là đông. Ở đây là cả 10 nhân viên luôn nhưng mà phục vụ vẫn không xuể nha cả nhà mình. Bây giờ em sẽ hỏi một số khách ở đây nha cả nhà mình nha. Dạ anh, làm ơn cho em hỏi, anh có thường hay đến quán này ăn không ạ? À vậy hả? Anh ví dụ như là một tuần thì anh thường hay đến ăn mấy lần? 20 lần, như là anh cũng là khách quen ha. Anh đã ăn ở quán này là khoảng thời gian bao lâu anh? Mấy tháng. Mấy tháng rồi. Dạ anh ở quận mấy? Dạ em cảm ơn anh rất nhiều. Đây là khách mới quen của quán nha cả nhà mình. Chào con trai. Hello con trai, chào cô nè. Chào đi. Cười. Con có thích ăn hamburger ở đây không? Có không? Cười. Dạ em chào anh. Anh có thường hay ăn hamburger hay là sandwich ở quán này không ạ? Ăn lần thứ hai. Đây là thứ hai hả? Bé có thích không anh?
À dạ, anh biết quán này lâu chưa? Đi ngang thấy đông rồi chạy vô. À dạ, dạ vậy là anh cảm nhận về là cái vị với chất lượng ở đây như thế nào? Ok lắm. Dạ. Ok lắm. Và giá cả thì anh thấy sao? Cũng bình dân anh ha. Anh ở quận mấy? 6. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Chào nha. Dữ. Đẹp trai quá nè, chào cô đi, chào cô đi. Cô em cho chị mượn cái menu đâu mà. Rồi, cảm ơn em trai. Một khoai dừa, hai bò. Đây mọi người, đây là cái menu của quán này mọi người nha. Menu ở đây rất là đa dạng và hầu như là giá cả rất là phải chăng nha cả nhà mình. Em cho chị một cái hamburger bò. Hai cái đi, hai cái hamburger bò. Có trứng phô mai không chị? Không, không trứng không phô mai. Đúng rồi, rau ớt đầy đủ. Em có đây chiên gà lắc mình có dùng thêm không chị? À, cho chị một phần khoai tây chiên nhỏ thôi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi. À, đây mọi người ơi, đây là một cái thẻ tích điểm của em nha. Đây là một cái thẻ tích điểm của em ở quán nè. Đây em, cho chị gửi. Rồi, cảm ơn em. Em trai, em có thể cho chị hỏi là quán mình phục vụ từ mấy giờ tới mấy giờ không em? Dạ, quán em ăn từ 6 rưỡi vậy chị, tới 11. À, vậy là 18:30. Dạ, đúng rồi. Cho tới 23 giờ. Dạ, đúng rồi. Rồi, giờ vậy là thứ bảy chủ nhật ngày lễ mình bán hết luôn? Dạ, có hết đó chị. À, em cho chị hỏi là đa số mình ở đây là nhân là sinh viên hết hay là như thế nào? À, rồi cảm ơn em. Quán ở đây bát nước là đông nha cả nhà mình, rất là tấp nập luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ rồi nha. Ủa anh Minh đâu rồi? Anh Minh ơi, thắp thắp khoai nha. Đây mọi người ơi, bây giờ là em mua 2 phần hamburger và 1 phần khoai tây chiên nhỏ. Bây giờ em đã mua xong rồi nè, tí xíu em sẽ về em review cho mọi người xem nha. Không bánh chị. Khoai tây chiên lắc phô mai và một cái bánh hamburger em mua ở ngay chân chỗ quán xíu núi nha cả nhà mình. Bây giờ em sẽ làm một cái cuộc hành trình gọi là ăn review cho mọi người biết nha. Đây là cái bánh hamburger này, đây là bánh hamburger này em mua giá là 25.000 nha cả nhà. Cái bánh nó rất là to nha. Đây, mọi người thấy không? To bằng một cái bụng tay của em luôn, rất là to luôn á. Em mọi người, em sẽ review cái phần nhìn ở bên trong cái bánh hamburger này cho mọi người nha. Đây. Đó, mọi người thấy không? Cái miếng bò nó rất là tươi nha. Mọi người ơi, bây giờ là em sẽ cắt đôi cái bánh hamburger này ra nha cả nhà. Em đã cắt đôi cái bánh hamburger rồi nè. Nhìn có thấy hấp dẫn không? Đây, mọi người, khi mà mình mua về á là ở chỗ quán sẽ cho mình một cái bọc tương ớt và một cái bọc tương cà này nè nha cả nhà. Đây, bây giờ em sẽ ăn thử đây. Rồi bây giờ em mời mọi người cùng ăn hamburger chung với em nha. Đây là hamburger bò. Em mua giá là 25.000 nha cả nhà mình. Ngon quá.
cái miếng bò mọi người rất là mềm và rất là thơm nha. Còn cái da bánh hamburger này á cũng rất là mềm, rất là ngon nữa. Có bò ở đây á là làm là bò tươi luôn mọi người, chứ không phải là cái kiểu bò tạp nhạp như ở mấy chỗ khác đâu. Ăn rất là ngon, rất là rẻ. Chính vì vậy mà mọi người thấy không, quán bán rất là đông luôn. Cái nhà mình á, ai mà làm có cái sở thích là ăn hamburger hay là sandwich đó, thì hãy một lần tới cái quán này nha. Ăn á, sẽ không bao giờ hối hận. Rất là đúng, giống như những gì mà nãy giờ em đang review cho mọi người luôn á. Rẻ mà. Nhưng mà nó bán đông giữa quên tới nửa đường Nguyễn Trãi luôn. Đông mà. Hồi nãy con đúng mua là xếp hàng dài dài luôn á. Nhưng mà Nguyễn Trãi là đường Nguyễn Trãi nào? Nguyễn Trãi bán đồ. Đường Nguyễn Trãi á, cái khúc quận 5 xuống á. Bán quần áo hả? Dạ đúng rồi. Thì ba cái này là hamburger bò 25 ngàn. Có cá hồi, có cho tôm nữa. Không, Thịnh nó thích ăn. Ý mình nói ở đâu bán cái này? Nguyễn Trãi. Mai Thảo có đi đâu mua giùm cho. Điện cầu vậy. Ăn khoai tây giùm nó. Gái Mai đâu chứ mua giùm cho. Mua giùm cho nó cái này với lại cái bịch khoai tây. Dạ. Bịch khoai tây này là 25 ngàn rất nhiều. Rồi, với lại cái này ăn bò hay gà hay gì? Thôi, nhiều. Tôi đang nói mày ăn cái gì? Hamburger bò gà 25 ngàn. Tôm phô mai. Ăn bò đi, bò ngon. Bò tươi. Có cá. Có. Bò cá có đầy đủ hết. Nó hồi nó hành hạt chẩm vậy. Ừ. Ăn rất là thơm, ngon, béo nha mọi người. Cái sốt mayonnaise ở đây nè, rất là béo. Mà đúng rồi, chú Núi bên Nguyễn Trãi nè. Chú Núi nổi tiếng lắm á. Ê mọi người, đây là khoai tây chiên lắc phô mai ở Chí Núi nè cả nhà. Ở đây á, chiên là cái độ vàng nó vừa tới luôn, chứ nó không có quá vàng hay là quá khét giống như ở những chỗ khác chiên nha mọi người. Mà cái phô mai lắc ở đây cũng rất là ngon. Một dĩa như vậy là mọi người chỉ có 30 ngàn thôi. Hamburger này em ăn lần hết rồi. Cái địa chỉ chỗ quán Xí Núi này em có để trên cái clip á. Nếu mà mọi người muốn tới đây mua để ăn thử thì hãy tới ngay cái địa chỉ mà em để trên cái clip nha. Cái phô mai và cái bơ ở đây mọi người rất là ngon, rất là béo, thơm nữa. Bò ở đây là chất lượng luôn, số 1. Một cái là gì? Hai bò hai trứng. Thank you.
Đây là em trai đang chỉ dẫn cho khách rất là tận tình nha cả nhà mình. Em đi chị hỏi quán mình bán được bao lâu rồi em? Dạ quán em bán được 5 năm rồi chị. À 5 năm rồi hả? Dạ. Em quán mình ở đây là có chi nhánh nào khác không em? Dạ bên em mới mở chi nhánh 2 bên Trần Xuân Hòa. À Trần Xuân Hòa hả? Dạ 56 Trần Xuân Hòa. Bên em chi nhánh 2 bán từ 10 giờ sáng bán đến 23 giờ. À 10 sáng đến 23 giờ luôn. Rồi cảm ơn em là cũng với tất cả những cái order giống như ở bên đây luôn. Dạ đúng rồi ạ. À rồi cảm ơn em nha. Dạ dạ. À mọi người ơi, đây là cái địa chỉ chi nhánh mới đã hoạt động ở Trần Xuân Hòa quận 5. Nếu như mà những ai mà gần ở địa chỉ này thì đến mua ăn thử nha. Và nếu như mà có ai mà gần ở ngay chân cái địa chỉ của đường Nguyễn Trãi thì cũng hãy ghé một lần ăn thử nha. Thực sự em đảm bảo với mọi người luôn là ăn ở đây rất là ngon và cực kỳ là chất lượng luôn á. Dạ anh cho em hỏi là anh có phải là khách quen thường hay tới đây ăn không anh? Quen á chị. Khách quen luôn hả? Quen luôn. Dạ anh ở quận mấy? Ở kế bên. À kế bên. Thường là mỗi buổi tối là thường hay ghé đây ăn luôn á hả? Không thỉnh thoảng rồi chứ không có thường. Dạ nói chung là cũng là mối quen nha. Vậy là bà chủ hả? Dạ. Vậy là bà chủ hả? Dạ không, em quay em đưa lên YouTube. Dạ. Làm YouTuber không? Dạ. Anh mà lên YouTube ẩm thực có biển là anh thấy anh trên đây liền. Dạ. Có lẽ là bây giờ em xin kết thúc clip của em tại đây. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Và nếu như mà mọi người có thích cái clip này của em thì xin mọi người hãy cho em một subscribe, like và chia sẻ để giúp cho cái kênh của em ngày càng phát triển hơn. Và em và cũng giống như là em có nhiều cái động lực để em tìm ra những cái quán ăn thật là ngon, bổ rẻ, chất lượng để phục vụ cho tất cả mọi người mình nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.